Các bạn, mình là Siro. Hôm nay sẽ cùng bạn tập viết chữ Hán nhé. Mình đã viết được mấy trang rồi mới nghĩ tới chuyện chia sẻ cái quá trình luyện viết này với lại mọi người. Nên buổi đầu thì sẽ không phải là từ những trang đầu tiên đâu nha.
kết thúc rồi. Mong các bạn đã có một buổi luyện viết tuyệt vời cùng với mình nhi.